Chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng nhau ôn tập thực hành sử dụng câu lệnh điều kiện nhé. Ta sẽ cùng nhau ôn lại kiến thức cũ. Câu lệnh điều kiện dạng thiếu, cú pháp if điều kiện then câu lệnh chấm phẩy. Câu lệnh điều kiện dạng đủ, cú pháp if điều kiện then câu lệnh 1 else câu lệnh 2 chấm phẩy. Mình có thể sử dụng câu lệnh if then lồng nhau, ví dụ như là if then rồi else if then và cuối cùng là else. Nếu có if thì phải có then nhé. Bài số 1 rất là thân quen đúng không nào? Để chuẩn bị cho dịp Giáng sinh thì bạn đang gửi tặng gia đình một cây thông. Còn em hãy tự trang trí hộp quà hoặc cây thông Noel hoặc ngôi nhà của mình bằng cách sử dụng các ký hiệu, ví dụ như sao, xè, còng, thăng gì đó, bằng cái ngôn ngữ lập trình Pascal nha. Sau khi mà mình làm xong á, mình hãy gửi tặng món quà này cho người bạn mà mình chơi thân nhất trong lớp, hoặc là cái người bạn mà mình thấy là bạn đó rất là nỗ lực học tập trong lớp của mình nhé. Đó, ví dụ ở đây, đó bạn đen bạn làm xong cái cây thông rồi ha. Còn đây chính là một cái hình ảnh hộp quà. Đó, các em hãy sáng tạo theo cách khác của mình nhé. Bài số 2. Viết chương trình thực hiện bài toán sau cho chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Thì ở đây cô chỉ có ghi đơn giản là chiều dài, chiều rộng. Cô không có đặt tên của chiều dài hay chiều rộng, những cái biến đó là cái gì ha. Thì các em tùy ý, các em có thể đặt là A, B, rồi S, hoặc là ở đây mình đặt chiều dài, chiều rộng, diện tích. Cô cũng không nói kiểu dữ liệu thuộc kiểu dữ liệu nào, cho nên các em có thể để integer hoặc là real. Nếu real thì mình phải in ra theo cái kiểu dữ liệu real ha. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập chiều dài hình chữ nhật, sử dụng lệnh readline chiều dài để nhập. Sau đó mình nhập chiều rộng hình chữ nhật, mình sử dụng lệnh readline chiều rộng. Mình có công thức tính diện tích bằng chiều dài nhân chiều rộng, hoặc là bạn nào không muốn có cái công thức tính diện tích thì các bạn có thể đặt luôn chiều dài nhân chiều rộng ở phần in ra. Rồi đó, sau đó chúng ta nhập vào chiều dài là 10, chiều rộng là 5. Chúng ta nhớ nha, chiều dài lúc nào cũng phải hơn chiều rộng ha, thì diện tích hình chữ nhật sẽ là 50. Rồi, bài số 3. Viết chương trình thực hiện bài toán sau, nhập vào số A cho biết đó là số dương, số âm hay là bằng 0. Rồi, chúng ta coi ha. Ví dụ như cô nhập số A là 6, thì có phải in ra 6 là số dương. Cô nhập số A là trừ 5, sẽ in ra trừ 5 là số âm. Và cô nhập số A là 0, sẽ in ra 0 bằng 0. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài này trên Pascal. Rồi, mình đặt tên chương trình là số A chẳng hạn. Tên chương trình và tên file mình nên đặt khác nhau nhé. Bởi vì có một số máy thì nó vẫn để tên chương trình và tên file trùng nhau, nó vẫn đúng. Nhưng mà một số cái máy hoặc là phần mềm nó có cái vấn đề gì đó mà tên chương trình mà trùng với tên file thì nó sẽ không chịu ha, nó sẽ báo lỗi. Rồi, mình nhập vào một số A. Rồi, chúng ta thấy nó có vấn đề gì? Chúng ta chưa có khai báo cái biến A. Số A mình chưa được khai báo. Rồi, đề bài không nói là số thực hay là số nguyên hết, thì chúng ta có thể để kiểu integer cũng được, kiểu real cũng được. Rồi, if A lớn 0, then write ra. A là số dương, đúng không? Tuy nhiên, lúc nãy chúng ta write ra cái gì nè? A là nó là cái con số, cho nên lát nữa cô sẽ hướng dẫn cho mình phần đó. Rồi, if A bé 0, write ra A là số âm. Chúng ta có thể làm 3 dòng if. Chúng ta có thể làm 3 dòng if. Rồi, if A bằng 0, then write ra A bằng 0. Rồi, sau mỗi câu lệnh if chúng ta đặt vào giúp cô dấu chấm phẩy. Rồi, mình nhấn F2 mình đặt tên ha. Lưu trong thư mục họ thì Cẩm Linh tám mấy đó, tám ba chẳng hạn hay 85 đó, tùy là tụi con học lớp nào. Mình đặt tên là số âm dương chấm pass. Rồi A là tép chính, mình chạy chương trình đúng thì mình nhấn hình tròn F9. Giả sử cô nhập số A là 6, in ra A là số dương. Cô nhập số A là âm 4 thì in ra A là số âm. Rồi,
Bây giờ chúng ta có thể sửa đổi một chút ha. Rồi, bây giờ cô không có dùng ba câu lệnh if nữa mà cô sẽ sử dụng if và else if. Thì các em xem ha. Cô phải bỏ cái dấu chấm phẩy ở trước cái từ else đi. Đó, if, else, if. Bỏ dấu chấm phẩy trước từ else đi. Và cái else cuối cùng chúng ta không cần then nữa ha. Mình coi. Đó, như vậy ở đây chúng ta sử dụng cái câu lệnh if lồng nhau là if, then, rồi else, if, rồi then, rồi else. Đó, chúng ta nhớ nè, có if thì sẽ có then. Đó. Còn không có if else thôi thì chúng ta không cần then. Gõ xong chúng ta sẽ biên dịch chương trình ha. Mình sẽ biên dịch chương trình A là tép chính. Rồi khi mà đúng rồi thì chúng ta sẽ nhấn Ctrl F9 để chạy chương trình. Mình nhập số A ví dụ là 6, A là số dương. Nhập số A là âm 7, in ra A là số âm. Còn mình nhập 0 thì sẽ in ra A bằng 0. Rồi, bây giờ mình sẽ sửa lại để cho nó ra cái con số mà chúng ta nhập vào chứ nó không còn ra A nữa. Thì mình sẽ sửa như thế nào? Mình sẽ đưa A ra khỏi cái dấu nháy đơn ha. Khi A mà nằm ngoài cái dấu nháy đơn á thì nó sẽ in ra cái giá trị của A. Còn nếu A nằm trong dấu nháy đơn nó sẽ thể hiện đó là cái chuỗi rồi. Rồi chúng ta đặt ra ngoài. A phẩy dấu nháy đơn ở trên. Chúng ta cho một cái khoảng trắng để nó có khoảng cách giữa số với chữ là ha. A phẩy cho một cái khoảng trắng ở phía sau. A phẩy rồi cho một khoảng trắng phía sau dấu nháy đơn. Rồi bây giờ mình chạy thử chương trình ha. Cứ sai á, thì mình sẽ sửa thôi. Rồi biên dịch thành công, mình chạy chương trình. 6 là số dương. Âm 4 là số âm đó. Không. Đó, nó bị dư chữ A thì chúng ta chỉ cần xóa chữ A đi thôi. Đó, cái đồng đó là quá trình mình làm, không có vấn đề gì cả. Rồi, biên dịch thành công. Chạy nhập 0 thì sẽ ra 0 bằng 0. Được chưa nào? Rất là đơn giản đúng không? Cô sẽ hướng dẫn cho mình bài tập mình làm ở nhà. Bài 1, để chuẩn bị cho dịp Giáng sinh, bạn đang gửi tặng gia đình một cây thông. Còn em hãy tự trang trí hộp quà hoặc cây thông Noel hoặc ngôi nhà của mình bằng cách sử dụng các ký hiệu ở trong cái ngôn ngữ lập trình Pascal nha. Rồi. Hãy sáng tạo theo cách của em. Nhớ nha, sau khi thực hiện xong, hãy gửi món quà này cho bạn thân nhất hoặc bạn mà em thấy bạn đó rất nỗ lực học tập trong lớp của mình nha. Cô sẽ hỏi các bạn đấy nhé. Bài 3, viết chương trình thực hiện bài toán sau, nhập vào số A, cho biết số đó là số dương, số âm hay bằng 0. Rồi, đối với lại phần mềm Pascal trên máy tính hoặc là app Pascal trên Android thì chúng ta chụp hai hình thôi ha. Đối với lại app Pascal ở trên iOS thì các em chụp giúp cô ba hình nha. Rồi, như vậy mình xem video nhiều lần để mình hiểu bài, ghi nhớ bài học, làm bài tập về nhà. Bài 1, bài 3, trang 11, 12, 13 trong video. Rồi và nghe theo hướng dẫn của cô trong suốt quá trình học tập nhé. Tất cả các em, cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.